Hello, mình là Quỳnh Quỳnh Everywhere đây. Hôm nay thì sau khi nhận kiến thì mình sẽ làm một cái clip có thể chỉ cho chị em biết cách gắn kiến vào đó nha. Thì khi mà nhận kiến á, thì chúng ta sẽ nhận được một cái kính nhựa như thế này và một cái miếng siêu nằm ngoài. Bởi vì trong quá trình vận chuyển thì không thể nào lắp kính vào được. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra thử là kính á, là cái cọng nhựa này ha. Rồi ở hai bên nút silicon, đây là những cái đặc điểm mà chúng ta phải để ý. Bởi vì khi lắp kính là chúng ta sẽ sử dụng những cái đặc điểm trên kính như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bóc lớp siêu của kính ra nha. Tại vì trong kính á, ban đầu nhận sẽ thấy rất là mờ, nhưng mà thật sự kính rất là trong, bởi vì trên cái mặt kính sẽ còn cái lớp siêu. Thì khi bóc siêu á, chúng ta sẽ bóc như là mình đang bóc vậy đó, nghĩa là mình sẽ bóc dựa trên hai đầu thôi, chứ mình bóc hết toàn diện thì kính sẽ dễ bị dơ mọi người. Cho nên là mình sẽ nắm hai đầu và mình sẽ lột như thế này nè, để cho nó được bị trầy ha. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ gắn kính vào. Thì mình để ý nha, trên cái lỗ, trên cái mặt plastic đó, nó sẽ có hai cái lỗ nhựa như thế này. Và chúng ta sẽ gắn cái đẹp silicon vào trong cái miếng nhựa trước. Và chúng ta sẽ có từng khớp, thì chúng ta gắn từng cái khớp nào á thì chúng ta sẽ biết rằng là cái kính chúng ta đã chắc chắn ha. Rồi chúng ta sẽ khi mà gắn được vào trong cái khớp của cái miếng plastic rồi, chúng ta sẽ gắn vào trong cái gọng nhựa như thế này. Và chúng ta sẽ có những cái khớp như đó, thì khi mà các chị gắn á, thì mình sẽ thấy được rằng là mình gắn theo khớp thì nó sẽ chặt cái kính của mình ten, rồi xong rồi đó. Giờ mình đã gắn xong như thế này, bắt đầu chúng ta sẽ lột hẳn cái miếng plastic ra. Lúc này thì chúng ta lột như thế này nè, chúng ta sẽ không có để bị trầy cái mặt kính đó như mình đang lột nè mọi người. Thì kính thì rất là chắc luôn á, mình đã gắn rồi, mình cũng đã thử như thế này rồi. Bây giờ có một cái kính siêu trong luôn, đó là chúng ta sẽ kiểm tra thử hai bằng cách nó sẽ gặp kính lại như thế này để coi là có bị bung ra không. Chúng ta sẽ chỉnh hai cái nút silicon lại một lần nữa, đó chính là khâu kiểm tra hoàn toàn cho một cái kính chúng ta đã gắn thành công nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đeo thử hướng vào khuôn mặt nè, để coi là có bị rộng chật hay không, hay như thế nào hay không. Tại vì mình cũng đã sử dụng qua, mình thấy rằng là nếu như mà chúng ta sử dụng để sinh hoạt trong công ty hay đi làm thì rất ok nha.